Mời quý khán giả theo dõi bản tin Vì người tiêu dùng của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Máy tính phát nổ cảnh báo nhiều người đang có thói quen sử dụng không an toàn. Xúc xích gà siêu rẻ chỉ 99.000 đồng một ký, người tiêu dùng hoang mang với nguồn gốc thật sự. Các chuyên gia cảnh báo quả cháy nổ từ các thiết bị công nghệ hiện đại. Thưa quý khán giả, việc điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa sử dụng làm nguy hại tới người dùng không còn là trường hợp hiếm gặp. Thế nhưng đồ vật tưởng an toàn như laptop cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng trong lúc sạc. Mới đây tại Hà Tĩnh, chiếc laptop đang sạc pin bất ngờ phát nổ khiến 3 em học sinh lớp 9 bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chiều ngày 22 tháng 10, 3 học sinh trường trung học cơ sở Hòa Hải ở Hà Tĩnh trong quá trình tra cứu thông tin trên laptop bị học nhóm. Tuy nhiên vì sử dụng trong lúc máy đang sạc nên laptop đã bất ngờ phát nổ khiến cả 3 bạn đều bị thương. Trong đó, hai bạn T và H bị thương ở tay và mặt, học sinh C chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi bàn tay biến dạng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cả ba bạn đã được chuyển đến bệnh viện để kịp thời chữa trị. Mọi người thường nghe điện thoại nổ, nhưng việc laptop cũng rơi vào tình trạng tương tự khi sử dụng trong lúc sạc, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhiều người chia sẻ bản thân vẫn luôn vừa sạc máy tính vừa dùng suốt thời gian vừa qua. Do đó, qua trường hợp này thì có lẽ người dùng cần quan tâm hơn đến những thông tin cảnh báo của các sản phẩm từ các chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng nếu máy tính xách tay phát nổ chỉ có thể do nguyên nhân từ nguồn pin, bởi pin là nơi tích điện khá lớn. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ pin như người sử dụng cắm sạc máy tính quá lâu, gây nóng pin quá mức. Tuy nhiên, xác suất xảy ra cháy nổ rất thấp. Sử dụng loại nguồn pin cũ được phục chế thì khả năng xảy ra cháy nổ cao hơn do cách phục chế thủ công không bảo đảm chất lượng pin. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia kỹ thuật, việc tự ý lắp ráp các linh kiện rời không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguồn máy tính. Hiện nay ở ngoài chợ, trên mạng xã hội đang rầm rộ bán loại xúc xích gà được quảng cáo là có nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất tự làm. Nhưng điều đáng nói là loại xúc xích gà này được trao bán với giá chỉ từ 90 đến 110.000 đồng một ký. Mà theo nhiều người thì mức giá này ngay cả gà công nghiệp cũng không thể có giá rẻ đến như vậy. Riêng xúc xích heo hiện trên thị trường đã 200.000 đồng một ký rồi, trong khi xúc xích gà chỉ có giá bằng nửa tiền thì nhiều người hoài nghi về chất lượng. Hơn nữa, xúc xích nào cũng vậy, ngoài nguyên liệu chính thì cũng đúc bằng lòng non của heo thì mới nhồi được. Mà sản phẩm này tại chợ cũng đã có giá trên dưới 100.000 đồng một ký, do đó nguyên liệu còn bị đội lên thêm. Những người bán xúc xích lâu năm cũng cho biết, khi buôn bán, chẳng ai bỏ công ra làm để chịu lỗ. Trừ khi nguồn nguyên liệu từ gà kia là gà chết, bệnh hay nhập lậu, thì hóa chăng mới làm ra chiếc xúc xích có giá rẻ như vậy. Lợi nhuận cao nên những người kinh doanh đã bất chấp pháp luật và sức khỏe của người tiêu dùng mua bán thực phẩm không nguồn gốc. Mới đây tại Đồng Nai, ngành chức năng địa phương vừa phát hiện hơn 300 kg mỡ heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa được phát hiện tại một hộ kinh doanh ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai. Theo nguồn tin của Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai, đơn vị vừa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thịt heo do ông Đỗ Văn Thăng, ngụ tại ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bơm làm chủ và phát hiện hơn 300 kg mỡ heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở không đưa ra giấy tờ và chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số lượng mỡ heo này. Ngành chức năng ra quyết định xử phạt ông Thăng 4 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn tại cơ sở. Thời điểm này, khi các hoạt động xã hội trở lại bình thường, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trở lại. Tuyến biên giới phía Bắc, lực lượng chức năng liên tiếp chặn đứng nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới. Tại tỉnh lộ 18C thuộc thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Mô thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện xe ô tô tải do Đặng Hà Sơn điều khiển từ hướng xã Hoàng Mô về thị trấn Bình Liêu. Trên xe vận chuyển tổng cộng gần 50 bao tải dứa và thùng cát tông chứa hàng hóa các loại, gồm quần áo, giày, túi sách do Trung Quốc sản xuất. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa. Công an tỉnh Bắc Cạn trong lúc làm nhiệm vụ tại đoạn quốc lộ 3, đoạn qua thôn Đèo Vàng, thị trấn Phổ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, phát hiện xe ô tô lưu thông theo hướng Cao Bằng - Bắc Cạn có biểu hiện nghi vấn.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chứa hơn 70 hộp pháo có tổng khối lượng gần 200 kg. Mekong Xanh trao đổi những cách làm hay hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Mekong Xanh chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Mekong Xanh vì đồng bằng sông Cửu Long tươi đẹp và phát triển bền vững. Sẽ có trong tin tức Mekong 18h30 phút hàng ngày. Kính mời quý khán giả đón xem. Thưa quý khán giả, như đã đề cập ở đầu chương trình về hiểm họa cháy nổ khi sử dụng thiết bị điện. Thực tế, không ít người có thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ như smartphone hay máy tính bảng trong lúc đang cắm sạc. Tuy nhiên, đây lại là một thói quen nguy hiểm có thể dẫn đến những tai nạn chết người. Hàng loạt vụ tai nạn xảy ra vì sử dụng smartphone trong lúc đang cắm sạc. Vấn đề là vì sao các thiết bị này lại nổ? Mời quý vị cùng xem những thông tin cảnh báo sau đây để phòng tránh những tai nạn đau lòng. Bên cạnh trường hợp 3 em học sinh ở huyện Hương Khê được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tiếp nhận khi đang bị thương sau khi sử dụng laptop đang cắm sạc trực tiếp thì bất ngờ bị phát nổ. Thì hồi giữa tháng 6, người thân phát hiện một nam thanh niên sinh năm 1993 ở Hòa Bình tử vong tại phòng khách của gia đình khi vẫn còn đeo tai nghe. Chiếc điện thoại phát nổ dính vào vùng ngực nạn nhân. Nguyên nhân được xác định là do anh này vừa cắm sạc pin vừa dùng điện thoại. Bất ngờ điện thoại phát nổ khiến thanh niên này thiệt mạng. Trước đó, hồi cuối tháng 2, một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk bị chấn thương, dập nát bàn tay trái, mất hai ngón tay út, giả út, mất nhiều da cơ vì chơi game trong lúc điện thoại đang sạc. Các chuyên gia cho biết điện thoại, laptop phát nổ có thể đến từ một số nguyên nhân. Mỗi pin của từng thiết bị có một mức nhiệt độ tới hạn. Khi pin vượt mức nhiệt độ này vì sức nóng bên ngoài, sạc quá mức, hư hại, nó sẽ nổ. Bên cạnh đó thì sử dụng nguồn sạc không đúng, dây sạc không chính hãng, pin phù cũng là nguyên nhân cần được nghĩ tới. Ngoài ra, nhiều mẫu điện thoại ngày nay sử dụng khung viền hoặc lớp vỏ bằng kim loại là chất liệu dẫn điện. Nếu có rò rỉ điện trong lúc đang cắm sạc, người dùng chạm tay vào sản phẩm sẽ dẫn đến điện giật. Để đề phòng và giữ an toàn cho bản thân, người dùng ghi nhớ không sử dụng thiết bị khi đang cắm sạc. An toàn nhất nên rút sạc pin trước khi chạm. Sử dụng củ sạc, dây sạc chính hãng, tuyệt đối không sử dụng các loại dây sạc không rõ nguồn gốc. Nếu có cảm giác bị điện giật khi chạm vào thiết bị đang cắm sạc, lập tức ngắt nguồn sạc điện để tránh tai nạn cháy nổ. Đồng thời mang thiết bị đến các cửa hàng điện thoại có uy tín để nhờ kiểm tra. Theo các chuyên gia, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, laptop hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào là thói quen tai hại cần được loại bỏ. Bởi không ai biết sự trục trặc từ những thiết bị điện tử sẽ đến khi nào. Thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.